Xin chào tất cả những bạn yêu trên toàn thế giới Xin chào những người bạn đến từ Việt Nam Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến các kênh bị Network Đồng Tiền Tương Lai của mình Chiều nay mình có một số thông tin rất đặc biệt về đồng bi muốn gửi đến tất cả mọi người như sau Thông tin đầu tiên mình mua đến gửi đến tất cả mọi người đó là Tại sao Hubi hiện đang mua các đồng tiền bi được khai thác từ Bionia thì qua bài báo Hubei hiện đang mua các đồng bi được khai thác từ Bionia chúng ta sẽ biết lý do vì sao mà họ có động thái cái sàn Hubei có động thái đặc biệt như thế và chúng ta cũng biết được uh, cái chủ sàn Hubei người ta giải thích rất là không rõ ràng về lý do tại sao người ta là đưa cái đồng cái cái, 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 cái tên một cái đồng tiền cũng là tên bi lên cái sàn duyệt của họ mà không được cho phép của đậu ngũ berylcoin. Thì chúng ta đi vào bài báo. Người sáng lập của Houbi, Justinson, đã trả lời những tranh cãi xung quanh việc niêm yết giá trái phép coi trên sàn giao dịch của mình. coi tuyên bố là có thể khai thác trên thiết bị di động và vẫn chưa được tung lên mạng chính. Nhưng Houbi đã dẫn đầu trong việc niêm yết nó trên sàn giao dịch của họ vào tháng 12 năm ngoái. Trong khi có một số người đã câu hỏi về tính hợp pháp của Bitcoin và chỉ trích Hobby vì đã niêm yết một đồng tiền mà không có sự chấp thuận chính thức. Xin đã bảo vệ hành động của mình. Ông lập luận rằng, chúng ta xem là ông lập luận nó nó không rõ ràng đây, chúng ta xem này. Ông không có quyền đánh giá chất lượng của một dự án và cộng đồng nên được trao cơ hội để đánh giá sự thành công hay thất bại của nó. Một rất không rõ ràng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ hội bình đẳng cho các dự án mới được trưng bày và đánh giá bởi cộng đồng. Mình thấy không thấy rõ ràng vậy. Lý do đưa lên là xung quanh cái việc là được trao cơ hội để đánh giá sự thành công hay thất bại của nó một cái, cái, cái cao nguy biện thôi. Tuy nhiên, các đồng bi do Hobby và Hóa Hành vẫn chưa được liệt kê trên hoàn chính và hiện tại không có cách nào để để chuyển chúng để giải quyết vấn đề này, Hubei đã mua tiền bay trực tiếp từ các thành viên lớn trong cộng đồng đoàn khai thác và hy vọng hỗ trợ các giao dịch của người dùng sau khi mừng chính được khởi chạy. Đây, mình muốn nói với mọi người này, họ đã liên hệ để mua các đồng bay từ các cái billionaire lớn, tức là billionaire mà có số số lượng bay khai thác khủng đó, họ mua để sau này mà nếu mà bên nước ra, bên mở thì họ dùng cái đồng bì đó để trao đổi trực tiếp với khách hàng của mình trên sàn giao dịch của họ. Đây là một động thái đi trước trước khi đồng tiền bi mà mở một động thái mình thấy cho rất là không ngoan của sàn ông chủ của sàn giao dịch Hobi. Mặc dù có nhận xét của Sơn cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về quan điểm của nó, nhưng cuộc tranh cãi xung quanh việc niêm yết trái phép của Bitcoin và Hobi vẫn đang trong đoàn tiếp diễn báo cảnh tiền điện tử cạnh tranh đồ hỏi sự thân trọng và đánh giá kỹ lưỡng các dự án mới cuối cùng đánh giá của cộng đồng về bitcoin sẽ quyết định thành công hay thất bại của nó và vẫn còn phải xem tình hình này sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai như vậy mình đã vừa cung cấp cho các bạn một cái bài báo nội dung của nó là hobby hiện đang mua vất đồng bay được khai thác từ bên quốc và để trả lời câu hỏi là vì sao là hobby là lít cái đồng bay của dự án Network, Network lên sàn của họ và câu trả lời là không rõ ràng của ông chủ Sun và để đáp ứng là sau khi mạng chính bị bị mở thì sàn Hobi đó là một cái một vấn đề là một cái công việc đi trước đón đầu đó là mua một số đồng bi của những nhà Bilimit khai thác lớn để sau khi mà mạng Bilimit Network mở thì họ sẽ dùng những đồng bi đó để giao dịch với những người mua bay trên sàn giao dịch hobby của họ đó là thông tin đầu tiên vì sao hobby lại lít đồng bay lên sàn giao dịch của họ và động thái lâu dài động thái đi đi trước đón đầu của hobby là gì đó là thông tin đầu tiên thông tin thứ hai cũng rất là đặc biệt đến từ một Pioneer Đến từ Pioneer có tên là Quỳnh Minh Tiến và Nội dung của thông tin này là một Pioneer khiếm thính đã được cây C và chờ hoàn thành một tám để bay được về với Thì bạn Quỳnh Minh Tiến là một cái bạn Pioneer Có một hoàn cảnh đặc biệt là bạn bị khiếm thính nhưng mà bạn cũng đam mê việc đào đồng tiền bay Và bạn đã chia sẻ trong các hậu mua bán bay nước quốc là Chàng trai khiếm thị, khiếm thị chính thức thông báo đã vượt qua KIC vui quá không lời nào nó hết được chia sẻ đến mọi người cố gắng lên mình đã xác minh được một bãi và chờ bay về với thôi vòng tròn bảo mật 0365430499 mọi người nhớ bảo mật hai lớp gmail và facebook cho an toàn thì bạn này có hai cái ý là bạn ngoài một thông báo có tin này bằng ấy muốn là là động viên cho có cái bionia mà chưa được coi c vì bạn ấy là một người khiếm thị nhưng bạn ấy đã được kyc và chờ bay về ví ở mục 8 thôi. Nên có biểu niêm mà chưa được kyc mà chúng ta đã đào và trong vòng 3 4 năm thì chúng ta hãy vững tin. Theo, theo, kinh nghiệm của mình là các bạn hãy kết tiêu xét đều đều. Ngày nào cũng có cố gắng kết tiêu xét và đến một ngày nào đó đẹp trai nào đó chúng ta sẽ được nhận cái thông báo 10 kyc Xin chúng ta có, các biểu mà chưa được kyc Chúng ta sẽ gặp được cái may mắn trong một ngày đẹp trời trong thời gian sắp tới. Đó là thông tin thứ hai là một chàng trai khiếm thị, một bi niên khiếm thị đã được coi c và chờ bi về với ở mục 8. Thông tin cuối cùng về đồng bi là một cái đồng tiền mà mình nói nội dung của video một cái thông tin này đó là một đồng tiền có thể nói là an theo bi network đồng tiền đó có tên là phi và đồng tiền phi nó có trong ứng dụng là phi network và ứng dụng này đã được đưa lên cái cái chợ CH Play của hệ điều hành Android thì các bạn nếu có điện thoại Android chúng ta vào CH Play chúng ta gõ vào một tìm kiếm chúng ta gõ từ phi network là chúng ta sẽ thấy cái ứng dụng rất là tuyệt vời đó là phi network trên cái chợ CH Play thì ứng dụng này mình tình cờ thấy được tại vì có các bạn Nguyễn Thành Luân nè, bạn ấy giới thiệu là tiền số máy ra máy khai thác đơn giản tốc độ đang rất cao, hay là người tham gia đầu tiên để đào được nhiều đồng nhất có thể. Thì cái đồng tiền này là các bạn có thể tải ứng dụng ở là myfi.com ngay cả cái tên thì chúng ta thấy là ứng dụng này đã ăn theo quá rõ ràng rồi. cái tên của cái trong quá chính chủ của bên là myb.com còn trong web này là myfee.com Và chúng ta thấy cái chợ shop lại của này Mình gõ cái trong web chính chủ của bên Quốc các bạn xem nè myfee.com chúng ta thấy một cái trang web chính chủ đây là trang web của đồng tiền bay nước quốc tuyệt vời của ta chúng ta còn trong web của đồng tiền phi này chúng ta xem nè. phi myphi com Rõ ràng đây là một sự ăn theo mọi người. Ăn theo các bạn thấy ăn theo không? Quá tiện đây đó. Đó, ăn theo đây. Còn trong web này cũng khá là ngầu mọi người, rất là tuyệt, rất là ngầu. Trong web mình nghĩ cũng đến từ những anh em Việt Nam chúng ta thôi. Không biết chúng ta xem thử trang web này đến từ đâu cái, cái, cái đồng tiền pay này đến từ đâu tham gia vào tháng 6 năm 2014 tức là cái ứng dụng này cũng khá là lâu à Sau mình thấy là có tham gia vào tháng 6 năm 2014 tức là tiktok của họ đã, đã ra đời trước đồng tiền pay mọi người nên ứng dụng này cũng có thể là trong thời gian đây thấy đồng tiền bay nổi nên ứng dụng này là được mọi người tìm hiểu đến thì sao à. rồi chúng ta xem cái ứng dụng đó trên nha thì chúng ta thấy là ứng dụng này cũng rất nhiều bạn ưa thích và tới 10.000 hơn 10.000 người lượt tải xuống và được đánh giá là 4,9 sao không phải đơn giản một ứng dụng mà được đánh giá là 4,9 là ứng dụng được rất được nhiều bạn ưa thích Đúng rồi ưa thích vì chúng ta đào có đồng tiền Pay là loại tiền kỹ thuật số mới ứng dụng này cho phép người bà, phép bạn truy cập và tan lượng nắm giữ Pay của mình đồng thời đóng vai trò như một chiếc ví để lưu trữ tài sản kỹ thuật số của bạn Pay được phân phối khá đều thân thiện với môi trường và tiêu thụ năng lượng pin tối thiểu Lần cập nhật mới nhất là ngày 28 tháng năm 2023 đây năm 2023 có thể là lần Như và các bạn có thể xem ứng dụng này chúng ta tìm hiểu kỹ nếu chúng ta thấy nó ok thì chúng ta chơi còn mình không khuyến khích các bạn theo mình là mình không có chơi vì mình đã bị đã có kinh nghiệm đối với ứng dụng ban network rồi bờ ai ai rồi ứng dụng đó cũng là liên quan đến khai thác đào đồng tiền đồng tiền ba đồng tiền có con ông cuối cùng ứng dụng đó mình thấy nó bị spam mất rồi nó cũng không có giá trị gì hết nên cái ứng dụng này thì các bạn được đánh giá rất cao đấy 4.9 thì nếu các bạn thấy uy tín thì các bạn chơi riêng mình thấy là mình vẫn đánh giá đa lượng ứng dụng an theo ứng dụng bên nước quốc các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào các bạn hãy comment ở phần dưới video này về ứng dụng này thì mình thấy trong cái hình ảnh này á, thì rất nhiều cái, cái bức tượng rất là bực tức khó chịu về cái ứng dụng này <laughs> bản thân mình thì cũng không, hơi khó chịu về ứng dụng phi nước quốc này một, một sự ăn theo quá là tráng trợn nhưng mà điều đó nói lên được rằng đồng bi nó có sự lan tỏa rất lớn đến cộng đồng đó là một điều mà chúng ta phải ghi nhận sự tích cực còn ứng dụng này nó có thành hiện thực không những đồng tiền mà bạn khai thác nó có thành thì có thể chuyển thành tiền BX hay không thì theo thời gian các bạn cứ chơi nếu chuyển về thì mình xin chúc mừng tất cả các bạn còn nếu không chuyển thì chúng ta cũng xem như là chúng ta dùng một ứng dụng cho vui để chúng ta trải nghiệm một cái, cái đồng tiền kỹ thuật số mà có thể là nó sẽ không thành sự thật trong tương lai đó là thông tin thứ ba trong video này và ngày hôm nay chúng ta thấy là ba video cái thông tin này các bạn thấy nó hay không nếu nếu hay thì các bạn hãy cho mình những lượt like những lượt đăng ký kênh và đặc biệt là giới thiệu kênh của mình đến cộng đồng và vừa rồi hôm qua mình có được một cái bác nhắn tin như mình cái bác này là cũng đã xem cái kênh của mình và bác ấy từ Ninh Thuận bác đã về hưu bác làm bên cái lĩnh vực cũng là bên kinh tế thì, thì bác cũng cũng đam mê với đồng tiền này và bác cũng 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 rất là hy vọng về đồng tiền bên nước quốc sẽ sẽ là đồng tiền của tương lai và mình với bác cũng trò chuyện được khoảng thời gian là 15 phút qua zalo thì mình rất là cảm ơn tất cả những bạn đã quan tâm đến cái kênh bên nước quốc đồng tiền tương lai và cảm ơn đến một người bác đến từ Định Thuận, một người bác mới quen. Một lần nữa xin cảm ơn bác và xin cảm ơn cộng đồng những anh em pioneer của Việt Nam chúng ta đã ủng hộ đến cái kênh bên nước quốc đồng tiền tương lai. Và nếu các bạn chưa được đăng ký kênh thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nếu bạn dùng cái trong web YouTube bằng tiếng Việt hoặc là bạn dùng tiếng Anh thì bạn nhấn vào chữ subscribe sau cái phần dưới cái video đó có chữ subscribe cái kênh tên bên cạnh bên bên cạnh cái tên kênh sẽ là chữ subscribe hoặc chữ đăng ký các bạn nhấp vào để các bạn đăng ký kênh và nhấp vào nút chuông để nhận thông báo khi thanh mình có những video mới tiếp theo và cuối cùng mình cũng có một cái sản phẩm để chúng ta trao đổi đó là cây internet download manager có thể nói internet download manager là một phần mềm download số một thế giới hiện nay nếu phần mềm này nhận vị trí thứ hai thì không có phần mềm nào có thể nhận vị trí thứ nhất Về download tự xưng mình là download số 1 thì Internet Download Manager nó đã đến phiên bản 6.41 rồi, nó trải qua rất nhiều năm tồn tại và được đón nhận rất nhiệt tình của các anh em IT Việt Nam và hiện tại cũng có rất nhiều anh em sử dụng phần mềm này, mặc dù trình duyệt nó có thể download được có file nhưng mà nó đã không thể download hết có file được đôi khi phải nhờ đến cái phần mềm này mình dùng Hiện tại mình đang dùng phiên bản trọn đời, tức là bản quyền trọn đời của phần mềm với giá 450k. Các bạn muốn trải nghiệm thì hãy liên hệ với mình, mình là đại lý bán cái cây bản quyền trọn đời cũng như cái bản quyền một năm của phần mềm Internet Download Manager. Và mình cũng có một cái fanpage về cái phần mềm này. Thì có nhiều bạn cũng đã like của fanpage và fanpage cũng được hơn Tức là ngàn người đăng ký của fanpage và uh, cũng có nhiều người thích trong thời gian gần đây vì mình tin chắc rằng các bạn yêu đồng tiền cái phần mềm này rất nhiều nên bạn mới like thôi tuy nhiên người Việt Nam chúng ta thì có sự tiết kiệm vì chúng ta cũng sinh ra từ một cái đất nước nông nghiệp thuận tí nên cái sự tiết kiệm là một điều rất đáng trân trọng nhưng các bạn nghĩ đi 450k mà bạn sử dụng đến trọn đời thì đó là một sự tiết kiệm không thể nào quý không thể nào đông đếm được 450k thì một năm 365 ngày thì bạn lấy 450k bạn chỉ cho 365 thì một ngày được bao nhiêu bạn sẽ bạn tính 10 năm thì một năm bạn có tốn có tốn 45.000 thôi thì 10 năm 450k chứ mấy quá rẻ rồi à. còn nếu bạn sử uh, trải nghiệm thì bạn dùng cây bóng quyền một năm với giá 250k thì mình vẫn có cây bóng quyền một năm cho các bạn một lần nữa rất cảm ơn tất cả các bạn đã dành cái thời gian quý báu của mọi người để xem hết video của mình và đến cuối video thì mong các bạn hãy cho nhanh những lượt subscribe, đăng ký kênh và giới thiệu video đến cộng đồng Bionia của Việt Nam chúng ta. Một lần nữa, xin chúc các bạn có một cái ngày lễ ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, một ngày lễ thật sự ý nghĩa và luôn giữ một cái phong độ vững chắc cũng như nếu chúng ta uh, tham gia vào những cái cuộc vui thì chúng ta phải giữ mình để đảm bảo an toàn sức khỏe để ngày mai chúng ta lại tiếp tục một ngày một ngày vui chơi nữa một uh, nói chung là ngày hôm qua là ngày vô tô hồng vương ngày ngày ý nghĩa ngày quốc lễ ngày hôm nay cũng là quốc lễ và ngày mai cũng là quốc lễ ba ngày liên tiếp ba ngày rất là anh em đặc biệt anh em nam thì cũng cũng chán chỗ chân anh rất là nhiều nên các bạn cần phải dưỡng sức khỏe cố gắng uh, tập thể dục để giữ phong độ uống thì phải giữ mình đừng quá chán nguy hiểm đặc biệt là giao thông chúng ta biết rồi ra đường tuân thủ luật giao thông đặc biệt là tiền rượu bia nên mình chỉ nhắn nhủ vậy thôi rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo bye